Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Xe đầu kéo gặp nạn xích tông vào rạp đám cưới dựng ngoài quốc lộ. Theo đó, vào sáng ngày 10 tháng 3, trên quốc lộ 70 đoạn qua xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, một vụ tai nạn đã xảy ra giữa xe tải và xe đầu kéo, khiến xe đầu kéo lao về đám cưới dựng trạp ngoài đường. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19C07470 kéo theo trơ móc mang biển kiểm soát 19R00342 chạy trên quốc lộ 70 theo hướng Phú Thọ, Yên Bái khi đến km 15 xã Thịnh Hưng Yên Bình Yên Bái xe đầu kéo pha chạm xe tải mang biển kiểm soát 21K4341 đi chiều ngược lại cú pha chạm khiến xe đầu kéo lao về trạp đám cưới dựng ngoài quốc lộ, trước may xe đã dừng lại khi lao vào một hố rãnh sự việc khiến những người ở trong trạp cưới hốt hoảng chạy tán loạn tại hiện trường chiếc xe đầu kéo bị thủng bình dầu phần đầu xe bị biến dạng xe tải nằm chắn ngang đường vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua nơi đây bị ồn tắc theo cả hai hướng ngay khi đó lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm xử lý vụ việc